Em xin kính chào các bác ạ. Hôm nay em hạ công liên tục 3 công liền nhá. Công này công thứ 3. Đấy, vừa hạ dứt liền 3 công nhá. Em về gọi như là kín bãi luôn này. Một em Sumitomo 4 tấn sản xuất vào năm 2010. Chiếc này 2012. Đấy, có mâm xoay nhá, lốp như mới luôn này. Trời ơi. Ôi. 4 con lốp hơi như mới nhá. Mâm xoay nhá. Chiếc này tầm lai quanh khoảng 250-260. 4 tấn. Xe đẹp đời cao. TCM 2,5 tấn nhá. Nguyên bản. Hàng nguyên bản nhập Nhật nhá. Đấy, con này thì em sẵn bãi này bán tầm 201 này, 4 tấn 2005 nhá. Chiếc này hai chiếc máy xăng này. 1,5 tấn máy xăng này, có gật gù này. Chiếc này thì lưng hạ cơ bản này. Chiếc này thì 2 tấn trừ 14 này. Đẹp long lanh luôn, các bạn nhìn sơn zin toàn bộ này. Một loạt siêu phẩm luôn. Chiếc 4 tấn Toyota này em vừa nhận cọc rồi nhá. Cho bác khách ở thành phố Hải Phòng. Đấy, 2 tấn rưỡi này, rất nhiều xe đẹp luôn. Rất nhiều xe đẹp về cho các bác trừ 11 này. Đấy, 2 tấn này nhận cọc này. Rất nhiều luôn. Đây, xếp hàng ở đây nhá. Mitsubishi 2,5 tấn. Hơn trăm. Đấy, giới thiệu từ hàng một cho các bạn nhé. Chiếc TCM 2,5 tấn số tự động nhé. Gật gù lốp kép thấp lưng 4m. Chiếc này em bán tầm tiền loanh quanh 200. Sẽ thay một dàn 4 quả lốp khác cho các bác nhé. Lốp sau đặc đẹp. Đấy. Số tự động. Gật gù lốp kép càng dài. Chiếc Sumitomo 3 tấn này, Nissan 3 tấn này. Hai chiếc này đều nguyên bản từ bên đấy về không có càng này. Hai chiếc này đã bán. Đấy, các bác cần thì em kết nối cho anh em thợ. Xe đẹp long lanh lúc này. Rửa lên thì đẹp lấp lánh luôn. Chiếc này thì chui công dịch càng à, dịch giá nhá. Chui công 2 tầng dịch giá. Chung là nguyên bản hết. Đấy, chiếc này 3 tấn lít san này. Lốp kép dịch giá. Con này nâng cao. Nâng cao 5m7. Máy này thì sẽ rửa đi và quay từng chiếc cho các bác nhé. Đây có cả đối trọng phụ này. Đối trọng phụ nhá. Và xe này sơn zin nguyên bản này, chạy hơn 2.000 giờ này. 2.671 giờ này. Lưng cao 5m1. 5m2. Chui công 5m2. Đẹp lấp lánh nhá. Xe này chưa bán này, em sẽ quay dần dần từ chương 1 cho các bác. Liên tục hàng về. Nissan 2,5 tấn lốp kép chui công chưa bán luôn. Chiếc này máy cũng đẹp này. Chiếc này chạy cũng có 3.000 giờ này. Đấy, nguyên bản từ đấy về đấy. Giờ là Nissan 2,5 tấn dịch giá chưa bán luôn. Số tự động dịch giá. Wow, quả máy này. Quang nhìn quả máy Nissan 2,5 tấn này. Nói chung là miễn chê. Máy này thì gọi là đẹp lấp lánh luôn. Quá đẹp. Đấy. Bên em nhập khẩu trực tiếp các bạn nhé. TCM 2,5 tấn này. Đấy, lật từng chiếc một giới thiệu cho các bác. Chiếc này thì đời 2005. Các bạn nào mà thợ hay là dân mà muốn nhập hàng từ Nhật thì alo em nhé. Chiếc này có phay lặng này chắc chưa mở được. Đấy, Mitsubishi 2,5 tấn này, giá hơn trăm này. 1,5 tấn. FD15-16. Chiếc này thì có dịch giá nhá. Rồi là Sumitomo 2,5 tấn này. Sản xuất năm 2014. Đang không, xin lỗi các bác, 12 nhá. Chiếc này thì lật máy được này. Đây, sang bên này lật máy nhá các bác. Đây, tấn rưỡi này. Tấn rưỡi TCM nhá. Sản xuất 2014 nhá. Lốp như mới này. Lốp đặc như mới luôn. Đấy. Sang bên này lật máy mấy chiếc này cho các bác xem. 3 công liền. Em về có cả xe điện nữa nhá. Đấy, máy đây. Lốp lánh chưa? Bình nguyên bản theo xe nhá. Chiếc này em bán anh ấy trong miền Nam, anh mua 3-4 chiếc liền nhá. 3-4 chiếc đi liền vào miền Nam. Toàn xe đẹp thôi. Các bác nào mà gần đây thì tham khảo chiếc này. Cực đẹp, long lanh, lấp lánh. Đây là chiếc này này. Cố lên vào đây cho các bác xem.
Sumitomo 2,5 tấn sản xuất 2012, càng dài càng đẹp. Đấy, máy đây. Lấp lánh chưa? Đấy, máy này. Nói chung là miễn bàn luôn. Đấy, các bác quan tâm thì alo trực tiếp số điện thoại của em nhé, 0379875765. Rất nhiều xe chưa bán chờ các bác. Từ 500kg đến 5 tấn. Tất cả các loại xe lăng hàng Nhật bãi, xe lăng điện, dầu, xăng, ga. Rồi là một em siêu phẩm 25-10 này. Đấy. Komatsu FD 25-10 nhé. Sau đấy em sẽ review sau cho các bác. Cực đẹp luôn. Đây toàn hàng đẹp sẽ ít giờ. Rồi Nissan 2,5 tấn làm ra cho khách này. Kẹp này một là kẹp gỗ hay là kẹp dây điện nhé. Rồi Nissan 2,5 tấn tiếp theo này. Rất nhiều Nissan. Quá đẹp. Đấy, 1 tấn rưỡi nhé. 1 tấn rưỡi chiếc này bình như mới luôn. Để cạo lốp để đăng kiểm này. Đây. Bình đây. Ngọc Hoàng đại đế. Đây là Komatsu FB 15 25-12. Chạy là 5.000 giờ. FB 15-12. Pin Aqui Acid chì 2014. Chưa nhỉ. Vẫn hết kìa. Ui. 5.000 giờ bình như mới luôn. Con này phải châm thêm nước cất. Đẹp nhỉ. Đấy, trong này là kho xe lăng điện. Kho xe lăng điện và rất nhiều xe nhé. Toàn hàng đẹp, cực đẹp luôn, 2015. Đấy, một loạt này là 2017, 2018 này, 2019 này. Đấy, chui công này, 4,5 m này, rồi là 9 tạ này, 5 tạ này. Đấy, đường lái, ngồi lái rất nhiều. FE này, FE 2016 chạy 2.000 giờ này. Nói chung là xe điện, xe dầu em rất là nhiều. Đấy. Các bạn nào mà cần mua xe lăng hàng Nhật bãi hoặc là đặt hàng từ bên Nhật thì hello em. Đấy. Tổng kho xe lăng dầu và xe lăng xăng ga. Đây, phụ tùng nhá. Đây là toàn hàng tháo bãi nhá. Đấy. Rất là nhiều luôn, gầu ghế các thứ, gật gù, dịch giá. Cái này em không bán. Em để lắp cho bác khách thôi, bác nào mua thì em lắp cho, lắp toàn hàng bãi thôi. Đấy, các bác quan tâm thì alo trực tiếp số điện thoại của em ạ, 0379875765. Đấy, hôm nay được phụ các bác. Đấy, xin chào các bác trong những video tiếp theo. Đấy, các bác quan tâm thì xin mời cho em một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo mới video của em ạ. Đấy, xin cảm ơn các bác, kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe ạ.